Ok. Amen. Cảm ơn cha. Lạy cha dấu yêu chúng con, cảm ơn cha. Cảm ơn cha đã kêu gọi chúng con và tuyển chọn chúng con để chúng con được hiến thánh biệt riêng cho Ngài, là của thánh của Ngài, để Ngài chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng con, để tới kỳ Ngài bung chúng con ra, cân nhắc chúng con. Cảm ơn cha đã dùng người cha thuộc linh Nguyễn Mạnh Cường đã dẫn dắt đội quân đặc nhiệm của cha, để trong những ngày sau rót này chúng con là những đội quân mạnh, bởi vì Chúa nói rằng Chúa nói những người nào mà làm lời của Chúa, những cái đội quân nào mà làm theo lời của Chúa thì rất là mạnh Chúa ạ. Cảm ơn Chúa mỗi ngày Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con, để chúng con cùng với Chúa Thánh đi với Chúa Thánh Linh để đi vào những cái nan đề, để đập nát, hủy phá và hủy diệt tất cả các đồn lũy của sự tối tăm của Babylon Chúa ạ. Cảm ơn Chúa bàn chân nơi nào mà đội ngũ của chúng con, mục sư Nguyễn Minh Cường đi tới đâu thì sự tối tăm nó phải lùi bước tới đó, nó sợ hãi Chúa ạ. Để sự sáng của Chúa bao phủ lấy cái Washington DC, những người mà chúng con sẽ gặp gỡ và gây sự ảnh hưởng trong vương quốc của Chúa. Con cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con và lời của Ngài đặt trên môi miệng trên những người lãnh đạo của chúng con, sự sức dầu của Chúa gấp ngăn gấp bội trên người lãnh đạo của chúng con, để công bố lời của Chúa sắc bén như gươm hai lưỡi, để đâm thấu hết tất cả những cái sự tối tăm Chúa ạ, để Chúa dẹp tan, và chúng con là những người mà Chúa dùng để thi hành án, để chém đầu tất cả Babylon và con cái của nó. Và đặc biệt rằng là tôn giáo Chúa ạ, chúng con đang là thi hành án cái nạn nghiện tôn giáo, để những cơ đốc nhân không còn phải bị phu tù trong cái nạn nghiện tôn giáo mà ngắt cư theo kiểu nghi thức tôn giáo, nghi lễ Chúa ạ. Và chúng con sẽ lục tung và sẽ vạch trần tất cả những sự tối tăm đó và dẫn họ đi vào những nơi sáng láng lạ lùng của Chúa, trong vương quốc của Ngài. Chúng con yêu Chúa và nguyện Chúa Ngài làm chúng con ngày càng mạnh mẽ trong Ngài, để chúng con học hết tất cả, chúng con không bao giờ càm ràm kêu than gì Chúa ạ. Để chúng con là những người binh lính giỏi, thì chúng con phải tập luyện sắc bén mỗi ngày Chúa. Cảm ơn Chúa. Mọi vinh hiển chúng con dâng lên Ngài, thuộc về Ngài và chỉ mình Ngài. Và chúng con yêu nhau, chúng con yêu Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Mở Thi Thiên nhé, 119 ấy. 119 câu từ câu câu mới đây, câu 7, à câu 5, câu 5, câu 5. Người có thánh vui vẻ trong vinh quang ấy. Câu 5. Thi Thiên 149 từ câu 5 trước. Nguyện các thánh đồ Ngài vui mừng trong vinh quang, nguyện họ hát mừng ngay trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ. Đặng báo thù các nước hằng và các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng sẽ đã chép các thánh ngài vi hiển đấy. Hallelujah. Alleluia. Đây là thi thánh ngài, chúng ta thấy Amen. Tư cách của công nhân rất là mạnh đúng không? Ở đây là thi hành án, nhưng mà ở cái trạng thái thậm chí mình ở trên giường cơ mà mình thi hành án được. Wow, tuyệt vời đâu. Tức là không phải đi đâu xa cả. Nếu mà chúng ta nhìn thấy các đốc nhân mà trong Chúa Giêsu thẩm quyền cực kỳ lớn, thật kỳ mạnh, vì thế Chúa Giêsu nói rằng quyền phép trên trời trên đất được ban cho ta đấy, nên mình đi thôi. Nên khi chúng ta làm được thì chúng ta phải nhận thức được cái vị trí của mình, nhận thức được giá trị của mình, nhận thức được cái thẩm quyền của mình, nhận thức được chỗ đứng của mình. Amen. Bằng không thì chúng ta sẽ chỉ đi đánh nhau ma quỷ anh chị em ạ, và điều đánh nhau ma quỷ thì đúng vào trò bẫy của nó thôi, thì lúc đấy nó sẽ đánh nhau không xuể đâu, bởi vì ma quỷ nó đến 400 triệu loại quỷ thần mà, thì đánh nhau nó cả đời suốt làm sao mà như là hết thời gian luôn để làm việc của Chúa. Nên là cái việc của mình biết ma quỷ nó đã bại trận rồi. Lời Chúa nó rõ ràng là Đức Chúa Giêsu đã dùng thập để chiến thắng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ đấy, ở Colosse đưa ra rồi. Chúa Giêsu nói và từ mọi sự đã hoàn tất rồi, mà chúng ta phải biết là giá trị chúng ta đã phục hồi. Chúa Giêsu đến phục hồi điều rất cần thiết là công nhân phải hiểu, và nếu công nhân họ không hiểu điều này thì họ cứ đi đánh nhau ma quỷ thôi, họ vẫn tiếp tục đi đuổi quỷ vậy thôi, họ không biết cái thẩm quyền họ sao.
họ chỉ bảo à trong thánh Giêsu đuổi quỷ, thế là họ đuổi quỷ và họ chạy làm chuyện đó, sau đó họ chạy đi đuổi quỷ xong họ đi Chúa Giêsu đã đuổi quỷ thì tôi cũng đuổi quỷ. Ô, nên khác nhau anh chị ạ, khác nhau là hai người cùng làm một việc nhé, nhưng một người là hiểu được bản chất điều đó và ma quỷ nó run sợ và nó bỏ chạy thật, còn một bên nữa là không hiểu cái điều đó thì ma quỷ nó sẽ không run đâu, nó hoặc nó đánh trả lại hoặc là nó sẽ lừa, nó giả vờ như nó đi, sau đó nó quay lại với 7 con quỷ khác dữ hơn nữa. Và đại đa số các mục vụ mà đuổi quỷ đấy thì đều bị dính vào cái trường đó là 8 con quỷ nó phải lại anh chị em ạ, để họ không làm việc với đời sống của họ mà cứ đi đuổi quỷ thôi. Và đuổi quỷ là việc chúng ta làm, như sư Hoài Hương có nói đấy, là đuổi quỷ như Chúa Giêsu đi dọc đường thì đi đến đích, thì trên đường đích thì có bao nhiêu cái bẩn cái trở cản trở đấy thì mình hơi ra bên, gạt ra bên mà đánh thôi, chứ không phải là nó mục đích của mình. Nên là cái tư duy chiến lược rất quan trọng, tư duy chiến lược nó cho chúng ta biết mục tiêu này, mục tiêu nó có các nhiệm vụ, nhiệm vụ không phải là mục tiêu. Thành ra là cơ đốc nhân khi họ không hiểu được tư duy chiến lược đấy, họ sẽ nhìn thấy cái chuyện đánh ma quỷ đuổi quỷ trừ tà là mục tiêu của họ, xong rồi thì họ đứt luôn phim và họ vào bẫy ma quỷ luôn. Cái đó chỉ là một trong nhiệm vụ nhỏ thôi mà trên đường đi thì chúng ta cần phải làm. Amen. Còn mục tiêu đó là tìm hành vương quốc của Chúa Trời, và tìm hành vương quốc của Chúa Trời sẽ hồi phục lại tất cả mọi sự. Amen. Để mà Amen. đổi mới muôn vật khi mà Chúa Giêsu quay trở lại đấy, nên là Amen. phải được chúng ta làm như thế thôi. Trên đường đi có chuyện gì ấy, thì chúng ta gạt đạn đổ đổ phá nhổ diệt, và chúng ta biết rồi ma quỷ nó không đáng sợ, mà đáng sợ hơn ma quỷ đó là Babylon, Công vì Kinh Thánh nói rõ rằng Babylon là nơi ở của ma quỷ, mà hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi dấu chân xưa danh, người ta vẫn biết trong sách Khải Huyền là như vậy, tức là con người. Babylon là linh con người, linh con người bị gớm cơ, chứ còn ma quỷ thì nó không gớm đâu. Anh chị em có để ý không, ma quỷ khi mà hãy nhớ này, khi quỷ Satan nó thuộc dạng là khi nó vừa mới sa ngã nhé, anh chị em thấy không, nó làm gì con người không, nó không thể tới con người nó bắt ê Adam lại đây quỷ quyền đây đánh đập Adam xong giật rồi, nó không làm thế được, mà nó đến nó không dám gặp mặt Adam cơ, nó phải đi qua bà Eva. Eva để nó lừa lừa này làm gì có chi thế, làm gì có thế, nó chỉ nói tức nó không có quyền đi mà đánh nó mạnh gì cả, để mà cơ đốc nhân ngày nay xong nhìn ma quỷ như là cái gì kinh hoàng sợ hãi, mà thực ra con người mới là gớm, vì con người chỉ kém Đức Chúa Trời một chút mà, thành ra khi con người mà phạm tội thì họ mới là ghê tởm, họ mới là ghê gớm, nên linh con người mới là nguy hiểm. Và gần như tuyệt đại đa số các sự thờ lại trên thế giới ấy, là toàn thờ lại con người thôi, không phải thờ lại ma quỷ đâu nhá, đạo Phật này, đạo Hồi này, đạo Cộng sản này và các đạo khác toàn thờ con người, mà chỉ có một cái đạo riêng, mỗi cái đạo quỷ Satan thì nó thờ quỷ Satan rồi, còn lại đạo gì cũng thờ con người hết, thờ người chết đúng không, thờ tổ tiên à, đó thờ Phật đấy, nó Phật cũng đạo con người. Và Hồi giáo thì thờ cái, Được không, nó nói là Muhammad là chính chứ không phải là Allah đâu, đợt Allah thì nó không sao, nhưng đợt cái Muhammad của bắt đầu nó đánh cho tư giả, tức là nó thờ thờ con người chứ không phải là ma quỷ. Nên vì thế mà chúng ta phải nhìn thấy các tôn giáo hầu như nó thờ con người, rồi các giáo hoàng cũng là con người mà, nên là trong tôn giáo đấy họ cũng thờ con người, Marie là con con người người. Maria là con người, thánh là con người, Khánh. rồi giáo hoàng họ nghe giáo hoàng như là Đức Chúa Trời luôn đấy, tức là cũng thờ con người, rồi bên chính ta có tượng phụ cũng thờ con người, rồi lại ở trong các hội thánh tin lành khác cách nữa, bắt đầu cũng bắt đầu thờ con người. Thì về sau khi các mục sư bắt đầu lừa dối mọi người, bắt đuổi quỷ trừ tà, thế nổi tiếng, thế mọi người chạy đến cứ nghe ông đấy thôi, và ông nói cái gì là cứ làm sắp làm theo và thờ lại ông đấy, tôn thờ ông đấy, tức là gọi gì biết gọi gì nhỉ, gọi là Thân được. thần tượng ông ta đấy Thân đó. Và cái lỗi đấy thậm chí hội thánh chúng ta đại sứ quán nước trời cũng đã từng bị mục sư sau đây khi làm ông làm đấy, mọi người cũng tự ông thôi, ông ấy bảo không được tôi chỉ như cấp vị thôi, xong có lúc ông ấy dạy cái sự tôn kính đấy, ông quỳ xuống trước người khác phải tôn kính được quỳ như này, ôi, sao lại quỳ trước mặt chúng tôi mà không tôn kính, tôi tôn kính ông mà, tôi tôn kính mọi người, tức là ông mục sư ra đây là muốn đánh bật ra là tất cả người giá trị đều như nhau cả, nên tôi không hơn thì các anh chị em ơi, tôi chỉ hơn chỗ là cái vị trí của tôi chỗ đặt để kiểu như là ông trả giá nên chỗ đặt để như vậy thôi, chứ không phải là hơn vì để cho người ta thờ lại thần tượng, mà thờ thần tượng là nguy hiểm. Và chúng ta biết này, cái luật này là nếu mà chúng ta thờ lại thần tượng nào đấy thì chúng ta đang đặt cái thần tượng đấy vào trong sự hủy diệt đấy, anh chị em. Nên vì thế mà Chúa cấm chúng ta là thần tượng con người. Amen. Thần tượng ông bà cha mẹ vợ chồng con cái của mình, bởi vì nếu mà mình mà thần tượng người đó đấy là mình đang khiến người đó trở thành đối tượng ghen tuông của Đức Chúa Trời, vì Chúa nói rằng Đức Thánh Linh ở trong chúng ta yêu chúng ta đến lúc mà đến nỗi ghen Amen. tuông mà. Amen. Với cả nữa là khi mình đặt Đức Chúa Trời tức là ngoài sau họ đấy, tức là thần tượng cha mẹ vợ chồng với con cái, thì mình đang để làm họ thành cái ô của mình,
cái ô che phủ mình ấy, đúng không? Tại mình thần tượng họ thì họ sẽ cái ô, trong tâm linh họ là cái ô, mà khi thần tượng đấy họ cứ họ đâu sạch ô rồi, họ không thể đánh, họ không nhận biết lẽ thật, họ ma quỷ hay bị các thế lực đó họ đánh, mà như thế mình đang thần tượng họ là đưa họ làm cái ô che mình, và chính mình đang hại họ đấy. Nên vì thế mà nhiều bà mẹ họ không hiểu đấy, họ cứ thờ thần thần tượng con cái của mình đấy, nó chiều con, cách đó là thần tượng con của mình ta đưa lên là cách đi giết nó, và chúng ta hiển nhiên tâm linh chúng ta hiểu được đó. Và trong thực tế là nhiều đứa con mà khi cha mẹ mà chiều chuộng thì toàn hỏng nó cả, đúng không, toàn hư hỏng con cái ấy. Thì để khẳng định cái lẽ thật trong thế tâm linh là khi thần tượng ai đó là mình đang hỏng đấy, thì vì thế chúng ta tuyệt đối không được thần tượng ai cả, mà chỉ thần tượng một trời mà thôi. Amen. Không con người nào hết nhá, một thể chế nó không cái gì có thể nó đánh đổi được với cái chuyện thần tượng, chỉ có mình Đức Chúa Trời thôi. Nên Chúa nói trước mặt ta không có thần nào khác, chưa có thần nào cả, vì các thần đấy mà để cho mặt Chúa nó chỉ bị diệt thôi, nếu mà không cái thần đấy sẽ bị diệt. Hallelujah. Cả là thế, chúng ta quay trở đoạn kinh thánh này, chúng ta vừa nói là cơ đốc nhân, chúng ta nhận thức được cái vị trí của mình, là thậm chí là sự ngợi khen Chúa ở trong miệng họ, tức là họ đang làm đâu, họ đang đang ở đâu ạ, đang trên giường của mình cơ, Quyền hát mừng họ hát mừng trên ngay giường thôi trên đó, chỉ có sự hát mừng của Chúa trên giường của họ thôi, mà đã là thanh gươm hay đứa bén ở trong tay họ, đã báo thù có nước hành phạt các dân, đọng trói các vua chúng nó bằng xiềng và thi hành cho chúng sự án đã chép, tức là thi hành án đó. Cứ lúc nhiên hiểu rằng mình chỉ làm một việc nhỏ thôi, đó là ngồi trên giường thôi, thế mà đã thi hành án được rồi, huống chi nếu mình mà xuống đường nữa thì thi hành án còn mạnh thế nào nữa, anh hiểu ý không? Nhưng tức là cái việc rất nhỏ là mình trên, tại ai thi ngang trên giường đang nằm ngủ vẫn còn trên giường, quần áo chưa mặc đầy đủ, có hiện chưa đánh giá cả, thế mà thi ngang ngay trên giường, chứ không phải thi hành án chỗ công đường nhé, ăn mặc nghiêm túc rồi đoàn nọ đoàn kia rất ban bệ đàng hoàng vào thi hành án. Giờ ở đây chúng nói là cái thẩm quyền con người cực kỳ mạnh, thẩm quyền của các đốc nhân là cực kỳ mạnh, ngồi một chỗ ở trên giường thôi mà còn thi hành án được, nên chúng ta phải nhận thức được cần đốc nhân như vậy. Nhưng khi chúng ta đi đâu là chúng ta nhớ là tôi đến để mang đến thi hành án, nên chúng ta sẽ không bị sợ lấy nhau ma quỷ hành trình ạ. Thi hành án chúng ta chỉ tin công bố thôi, còn ai sẽ chiến đấu cho chúng ta thì em à, Đức Chúa Trời vâng ạ, chủ yếu là thiên sứ của Ngài ấy. Thiên sứ Chúa sẽ hành động chuyện đó, tương tự như là chúng ta là tướng sĩ quan chẳng hạn, chúng ta chỉ huy chẳng hạn, chúng ta bảo là bắn vào cái tọa độ này, bắn tốc độ kia, thì đâu phải chúng ta trực tiếp bắn đâu, chúng ta ra lệnh sau quân lính bắn thôi, thì cũng vậy, chúng ta tin và công bố điều này, giết cái này giết cái kia, thì các thiên sứ của Chúa biết là được, mà đánh là được, bởi thiên sứ là các thần hầu của Chúa mà sai đấy, chứ vậy mình hồng hổ mình ra mình tấm đó, cái sức của mình làm sao đủ được, nhưng mình có thẩm quyền lớn. Amen. Mình rơi từ trên tầng rơi xuống là mình tan xương rồi, làm sao mà đánh nhau được với các thế lực khác, nhưng mà thẩm quyền mình trong đức tin đấy, mình nói công bố điều đó, và chúng ta hiểu rồi, khi đánh nhau ma quỷ đấy là khi mà chiến đấu công về sự lẽ thật đấy, đó là chúng ta sẽ chiến tranh ra với Babylon, hủy diệt Babylon ở trong chúng đã làm đến mình cầu nguyện để hủy phá Babylon, vì lời Chúa nói rõ ràng là chọn người nào mà giết các con nhỏ Babylon để hòn đá đấy, chà nát con nhỏ Babylon để hòn đá, và Chúa ra lệnh là các ngươi hãy làm cho Babylon điều mà nó làm cho kẻ khác, báo được gấp hai công việc mà nó đã làm, và pha cho nó gấp hai chén, nó làm cứ báo báo trả bao đường gấp đôi cái điều gì mà nó làm, cái tà linh con người đấy, nhân linh con người đấy. Chúng ta cũng để yêu trong chuyện mà khi chúng ta mà tranh luận ai đấy, không phải là tranh nhau cãi nhau ma quỷ đâu, chúng ta cãi nhiều lúc cãi nhau với cái nhân linh đấy, cái nhân linh nó cứng cổ, mà khi tao người đấy cứng lòng lắm, nó không phải ma quỷ đâu, mà là cái nhân linh đấy họ là cứng lòng, chứ không phải là ma quỷ cứng lòng, ma quỷ đuổi bắt bỏ chạy thôi, nhưng mà ma quỷ nó ngồi được trong cái người đấy, cái người đấy là nơi ở của ma quỷ mà. Thế thành ra mình nhìn thấy, mình mới thể hiện, mình mới nhìn thấy cái chuyện thể hiện của ma quỷ ta thôi, nhưng mà khi ai nhìn xuyên qua vấn đề ấy, thì nhìn thấy là ma quỷ nó không là cái gì cả, nó chỉ là cái hơi hướng, chủ yếu là cái máy phát ngôn, chính là con người, chứ là nhân linh con người mà chưa được tái sinh đấy, đấy cái nhân linh đấy mới nguy hiểm, cái nhân linh đấy nó sẽ là nơi để ma quỷ, nó sẽ mời ma quỷ đến, mời bọc ma quỷ đến, và ma quỷ sẽ tự do hành động qua những con người đấy, như chứ thiên đường sứ đồ đã cảnh cáo là anh em chớ là dâng thân thể mình như là đồ ô uế cho ma quỷ, mà hãy dâng lên như là của Đức Chúa Trời. Nên vì vậy mà chúng ta hiểu cái trách nhiệm và thẩm quyền chúng ta như vậy rồi, cái vị trí chúng ta như vậy, nên khi chúng ta đến Washington DC, đến New York đấy, là chúng ta đến để thi hành. Amen. Chúng ta không phải đi vật lộn ma quỷ mình cả, mất thời gian sức lực như thế, và ma quỷ nó sẽ càng sợ khi đánh nhau, nó ô thằng này nó không biết, nó không biết là quyền gì cả, thôi chúng ta đã cãi nhau với nó,
cho nó tốn sức, thế là nó sẽ gây cho nó gây cho kia để mình cứ suốt ngày đi đánh nhau, nó xong mất hết sức, thế là chặt đích, là phạm vừa phạm tội mà vừa mất hết cả năng lượng, vừa mất hết cả tài nguyên mà không thực hiện được cái nhiệm vụ cần phải làm. Còn chúng ta đến đấy là đến để hủy phá Babylon này, hủy phá luôn cả liên minh Babylon ma quỷ này, thiền án công bố rồi. Còn nói chuyện là chúng ta công bố nước Đức Chúa Trời đến trên con người đó, đến trên những cái người mà chúng ta vừa hủy Babylon ấy, để cho họ đã ăn năn, họ tan vỡ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chúc phước cho cái hạt giống mà chúng ta gieo vào trong nước đó, trong sự công bình thánh sạch khôn ngoan với hệ thống giá trị nguyên tắc nước trời ấy, ở trong nơi đó. Và chúng ta đến những ngày sắp tới, Đức Chúa Trời sẽ đưa chúng ta vào trong Nhà Trắng, rồi sẽ cầu nguyện với cho Tổng thống, cho Biden và Phó Tổng thống Harris, nguyện Đức Chúa Trời làm chuyện đó, và chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Amen. Amen. Bây giờ thôi mấy chị em cầu nguyện đi thôi, cả trên cơ sở lời kinh thánh chúng ta nói đấy, dừng lại khen Chúa trong việc họ đấy, thanh gươm hay để bén trong tay họ đã báo thù của nước hành phạt các dân. Vậy thôi mình cứ làm nữa, báo thù của nước hành phạt các nước khác, nó làm tu với dơ giấy trên dân của Chúa, nó diệt các dân tộc hay sao, thì bây giờ mình báo thù thôi, hành phạt các dân và báo thù của nước. Xong vua của nó thì là chốt việc đóng trang tức vị, tức là cách chức của nó đấy, và thi hành cho chúng sẵn đã chép thế thôi, gô cổ hết các vua vậy, mình đập mình nện thôi. Và lời Chúa nói rồi, ngươi là búa và khí dưới đánh sắt cho ta, mà ta sẽ dùng ngươi phá tan các dân và diệt các nước, phá tan ngựa và kẻ ngựa, xe kẻ cưỡi xe, và đàn ông đàn bà già trẻ, phá tan trai trẻ gái đồng trinh, phá tan kẻ chăn và mấy nó, kẻ cây ruộng một đôi bọn nó, phá tan cả quan cai trị và con đình. Nhưng trước mặt các ngươi ta sẽ báo trả cho Babylon và mọi dân cư bên đê và điều trị nó, chúng nó làm tại Siôn. Amen. Trong giây đi 51 nói như vậy, cả đã bắt đầu bùn chỉ để bơi mà vô ra ra để ta hủy phá Babylon ở Washington DC nhá, hủy phá Babylon ấy, ở Quốc hội Hoa Kỳ, Lưỡng viện Hoa Kỳ, Hạ viện, Thượng viện Hoa Kỳ, ở trong tất cả các ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp của Hoa Kỳ. Trên toàn tổng thống là cơ quan hành pháp anh chị em nhá, còn tư pháp tối cao pháp viện ấy là tòa án đấy, còn lập pháp đấy là quốc hội, tam tam quyền phân lập, cái chế độ tam quyền phân lập mà họ bắt chước theo Đức Trời ba thân vị đấy, Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh đấy, đó kết hợp nhau. Thế họ tam quyền là bên lập pháp là quốc hội này là tạo ra luật, xong bên tư pháp là nó thảo và đưa thi hành, gọi là thi gọi công bố là cái điều tiết để cho cái việc đấy nó làm được, rồi hành pháp là thực hiện cái luật pháp luôn, mà bên là kiểm soát nhau, tức là kiềm chế nhau để xong không ai lợi, không ai làm gì mà. Tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành anh chị em chúng ta, và hãy mở miệng ra. Sau đó chúng ta cầu nguyện xong thì hôm nay chúng ta sẽ đi tới Nhà Trắng và chúng ta sẽ cầu nguyện nơi đó, và công bố đấy, không phải xin mà chỉ công bố thôi. Amen. Tôi đấy này không có xin, là Chúa ơi cho con ở đó kiềm, Chúa xin công bố trời đất phải nghe, gió phải ngừng nguyện, sóng bão phải rồi ra đuổi quỷ, quỷ phải chặn. Vậy thôi, không có tơ mơ thế, không có làm bằm lưỡng lượng thế, nói là phải làm, nói là hành động phải ra, vậy thì quỷ nó phải phục và bỏ chạy. Nhưng quan trọng nhất đó là nước của Chúa Trời, các người chớ mừng vì các quỷ phục người mà hãy mừng vì tên của người trong sách sống đấy, tức là nói về nước trời đấy nhá. Amen. 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 Mời các em cùng đẹp sáng cả đạo và dùng chỉ. Nè, Hiến hôm nay cầu nguyện trước đi. Hiến, Tây Nam. Amen. Cảm ơn Chúa Cha, cảm ơn Chúa Con, cảm ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Cha toàn thắng, Cha toàn năng. Vâng. Ngài là đấng duy nhất là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên chúng con, là những người mạnh sức, là những người mà xông qua thế giới mà chẳng bỏ được mình. Và sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng ta, thanh gươm bén hai lưỡi ở trong tay ta, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói chúng nó bằng, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trang trước các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh ngài được vinh hiển. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là những thánh của Ngài, Chúa ạ. Được vinh hiển, Chúa, sự vinh hiển của Ngài ở trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh quyền năng của Ngài. Chúng con, Chúa ạ, đi đi, Chúa ạ, đi công bố lẽ thật của Ngài, Chúa ạ, hủy phá hết tất cả, tất cả, hủy phá hết tất cả những cái thuộc về thế giới này, Chúa ạ, hủy phá hết tất cả những cái Babylon, những thế lực ngầm, những con người xấu, tất cả những cái bộ máy chính trị, khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tất cả những đỉnh núi đó thuộc về chúng con. Chúng con xây dựng núi Siôn của Ngài, vinh hiển cho Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa
vì Ngài đang dẫn chúng con đến Washington, Chúa ạ. Và lời của Chúa ở trong miệng chúng con, chỉ cần Chúa ơi, chúng con nằm một chỗ là sự thanh gươm bén đã ở trong chúng con rồi, Chúa ạ, để hủy phá các nước này, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ạ. Chỉ có nước trời là duy nhất, nước trời là tồn tại, nước trời là đời đời. Mục đích của chúng con là công bố nước trời của Ngài và sự công bình của Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Chúng con yêu mến Ngài vì chúng con là nước của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, Chúa ơi. Chúng con yêu mến Ngài, Chúa ơi. Và chúng con cầu nguyện, Chúa ạ. Đòi lại, chúng con móc hết tất cả những cái linh hồn, Chúa ạ, của con người để ở trong cái bộ máy cao cấp của đất nước Hoa Kỳ, đất nước Mỹ, Chúa ạ. Chúng con móc hết tất cả những cái linh hồn của những tội nhân này để rửa họ trong ao Bethesda, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Ngài đã cho chúng con nhìn thấy dù cái người gian ác như ông trộm kia giết người cướp của, nhưng ông biết gặp Chúa Giêsu trong sự cuối cùng, ông biết ăn năn với Chúa Giêsu và ông thừa nhận rằng tôi là kẻ có tội, tôi không xứng đáng gì hết, thì Ngài đã thương xót, Ngài sẽ cứu, Chúa ạ. Và chúng con cầu nguyện cho tất cả những con người gian ác đến mấy, họ như là ông trộm vậy, họ biết đến Chúa Giêsu trong ngày cuối cùng, và chúng con làm một cách mạng để hủy phá hết tất cả những cái tư tưởng nào của thế lực xấu xa ở trong những cái con người này, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Nước trời của Ngài ở trong chúng con, nên chúng con đi đâu chúng con cũng biết rằng chúng con chiến thắng, chúng con đi đâu chúng con cũng chỉ có công bố đây là chủ quyền của Đấng tạo hóa ban cho tôi, đây là nơi mà tôi chiến thắng, lĩnh vực này tôi sẽ là của tôi có lẽ thật của Ngài, tôi có sự đầy dẫy của Ngài để xây dựng cái nơi này trở nên ý muốn của Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con cảm ơn Chúa về nhiệm vụ của Chúa cao cả trong tấm lòng của chúng con, trong đời sống của chúng con, trong công việc của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Và tất cả chúng con đi đâu thì những con người kia họ xấu hổ, bởi vì họ nhìn thấy sự lõa lồ của mình, họ thấy ánh sáng soi vào, họ như là một người họ soi vào và họ nhìn thấy cái sự lõa lồ của mình, họ nhìn thấy cái đường lối, cái dạy dỗ mà họ đã từng học và hành to gom nhặt đó, nó đều là rác rưởi hết. Họ khi họ nhìn thì chúng con thì họ phải xấu hổ, Chúa ạ, họ phải tối tăm lại, Chúa ạ. Và cảm ơn Chúa, chúng con yêu mến Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn cao danh Ngài, Chúa ạ. Hallelujah, cảm ơn Chúa trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Hallelujah. Ok, là Chúa đã chờ con sao? Chờ cảm ơn rất nhiều sao về tình yêu của Ngài cùng con sao? Vì tình yêu của Ngài sao? Chúng con chiến đấu bởi tình yêu của Ngài sao? Cho các tội nhân, cho tình yêu của Ngài, cho quốc gia, dân tộc, cho tình yêu của Ngài, cho Washington DC sao? Để ông Ngài cứu lấy tất cả những con người mà yêu quý của Ngài sao? Những cái đứa con yêu quý của Ngài sao? Đang ở trong sự lầm lạc sao? Ông cảm ơn rất nhiều sao? Ông Ngài sử dụng con sao? Làm bố hồng khi giới ông tay Ngài sao? Ngài dùng con cho làm miệng của Ngài sao? Để đọc chúng ông công bố sự phán xét của Ngài đến chiếc Babylon sao? Ồn Babylon đổ rồi sao? Tất cả những sự vinh hiển của nó đã bị đổ sao? Ồn cảm Ngài rất nhiều sao? Ngài đã phước cho những kẻ mà chà nát con gái của Babylon nơi hòn đá sao? Ồn chà nát tất cả những thế lực mà gian ác, cho tất cả những thế lực mà quậy phá cho trong Washington DC sao? Tất cả những thế lực ngầm, cho tất cả những cái chính trị gia hoặc là các tài phiệt sao? Các công ty công nghệ sao? Gian ác chơi gọi là làm thực hiện theo những cái sự mưu mô của ma quỷ, dành những cái gọi là để cho ma quỷ trở thành gọi tạo ra một cái Babylon sao, để đâu ma quỷ được nấp trong đó, cho ma quỷ chặn nát cái gì đó sao, ma quỷ đã thấy chúng con hoảng sợ sao, ô bây giờ chúng con phải chặn nát ô cái nơi đồng lý của nó sao, bằng quyền năng của Chúa, ô bằng công bố lời thật của Ngài ra sao, ô cảm Ngài rất nhiều Chúa con, sao con nguyện sao, để đâu Ngài sử dụng các anh chị em con cho thần mạnh sức của Ngài cùng với chúng con sao, cùng với tất cả một sư con cháu cùng một sư cường sao, để thần của Ngài đại giải trên ông sao, để ông công bố cho bước chân ông đến nơi nào sao, nơi đó ô tất cả những cái thế lực gian ác chơi, tất cả những sự tối tăm sao, nó phải lui xa sao, rồi cái gọi là thiên sứ của Ngài đi trước sao, để dọn đường sao, ô vì chúng con được Ngài sử dụng sao, để làm ô cái đội quân đặc nhiệm của Ngài sao, là cái đội quân mà đi vào những nơi sâu nhất trong tất cả gọi là các gọi là Babylon sao, để đập nát nó từ bên trong sao, để phá nát nó từ bên trong sao, ô nguyện sao, để đâu cùng Ngài hướng dẫn sớm con chào một sự hương sao ở cùng với chú chồng cô chay sao, cùng chú hậu sao, rồi chúng con sao, ôi những con người mà gọi là bước đi một cách mạnh mẽ sao, chúng con có được cái sức mạnh giống như David sao, ông đứng trước kẻ thù của mình sao, ông không sợ hãi sao, vì ông dù kẻ thù ông
to lớn bao nhiêu sao ông còn vui mừng bấy nhiêu sao, vì ông biết được phần thưởng của mình tùy thuộc vào công màu của mình, là càng to thì ô cái gọi là cái cuộc săn của mình, là cái phần thưởng của cuộc săn của mình nó càng lớn sao. Ông cảm nhận rất nhiều xưa con, ô cho ơn cầu nguyện sao rồi. Ok, sự ban ơn của ngài đã giải trên mau mẹ, đã giải trên tất cả bức tranh của anh chị em con sao. Ô con cảm ngài sao vì ngài đã dạy ông con công nghệ làm người sao. Ô công nghệ mà chúng con biết bóc tách của người cũ người mới sao, bóc tách giữa gọi là tặng nhân và tội lỗi sao, để đâu chúng con không đánh gọi là vào cái tội nhân sao, nhưng mà đánh nát vào cái tội lỗi sao, đánh nát vào sự gian ác sao của con người cũ sao, chà nát nó sao, không còn bố sự phán diệt của ngài trên nó sao. Ô và chúng con cứu lên những tội nhân sao, chúng con rửa sạch họ sao trong tình yêu của ngài sao, thương xót của ngài sao, bất cứ điều gì con làm sao ở cái động cơ tình yêu thương sao, mà yêu ngài trước sao và yêu những con người khác như mình sao, không tôn trọng họ sao. Ô chúng con không thần tượng bất cứ một con người nào hay sao, chúng con chỉ thần tượng mình Đức Chúa Trời sao, và chúng con yêu thương nhân khung người xung quanh sao, vì họ là kiệt tác của Đức Chúa Trời sao, họ đang bị lầm lạc chơi ô cái sự gian ác đang bao phủ họ sao, sự tối tăm đang nuốt chửng họ sao. Ô nhưng mà con cứu họ ra sao, con móc lấy gọi là cái họng của con bị lâu sao, để đầu móc chặt nát tất cả bụng của nó sao, ôi hủy phá gọi là dạ dày của nó sao, tất cả những cái được sinh sản của nó sao, để đầu nó không có sinh sản ra nữa sao, để đầu các linh hồn mà nó nuốt cho được cứu ra sao. Ô, con cảm nhận rất nhiều xưa con trời, con nguyện sao để đầu ngài ở cùng sao, ngài sẽ tác động mạnh mẽ vào trong tất cả ok những con người ở trong tòa nhà Washington DC đó sao, tất cả linh hồn của họ sao, tất cả lương tâm của họ sao, ô sẽ bị đụng chạm sao, ô sự rung động của họ sao, sẽ đến trên họ sao, để đầu họ ôi được nhìn biết ý muốn của Đức Chúa Trời sao, họ nhìn biết được cái giá trị lẽ thật chà, để đầu họ những con người đã từng xây dựng trên giá trị lẽ thật chơi, ô và ô cầu nguyện sao gọi là cái Babylon tôn giáo sao, là cái Babylon đã bao phủ gọi là cái giá trị hệ thống giá trị của họ sao, ô sẽ bị chảnh nát hay sao, rồi họ không có sống thêm gọi là tôn giáo nữa sao, nhưng mà sống thêm lẽ thật cho, sống thêm gọi là ở chân lý của ngài sao, ô họ không có phán xét thêm bởi điều mắt thấy tai nghe nữa sao, nhưng phán xét thêm lẽ thật của ngài sao, cầu nguyện sao lời của Chúa sao sẽ đến sao, để đầu phát tan tất cả những cái sự gian ác cho, những cái sự tiêu cực của ma quỷ sao phá nát sao, và sự sáng lời lẽ thật của ngài phải đến những tai họ sao, để đầu họ nhìn biết được lẽ thật cho họ. Ô ai mà nhìn biết lẽ thật sẽ được giải phóng sao, ai mà tin vào lẽ thật cho sẽ cứu sao. Ô cảm ngài rất nhiều xưa con, ô con dâng tất cả anh chị em con lên cho ngài sao, cảm ơn rất nhiều sao, ngài là đón dẫn dắt chúng con sao, để đâu con bước đi trèo lên các tường thành cho con bước đi vượt qua nhảy lên các chốt núi sao, trước mặt con là ngọn lửa hừng sao, sau lưng con là trái tiêu sao, để khi nơi nào mà con đi qua sao, nơi đó cái thiên đàng của nó sẽ thành đồng vắng hay sao, ô vì cái sự gian ác của nó sẽ trừ diệt cho, ô và để đâu cái ngày mà ngài làm sạch đất cho, để gieo hạt giống tiên lành nước trời của ngài xuống cho, cảm ngài rất nhiều sao, con nguyện rồi cái miền đất của Washington DC sẽ là miền đất màu mỡ để tiên lành nước trời gieo xuống cho, cảm ngài và con nguyện Jesus. Amen. 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 Cha lạy thề tôi yêu trời, chúng con cảm tạ lời khen ngài vì tình yêu lớn lao của ngài dành cho chúng con trong đấng Christ Jesus con yêu dấu của ngài, và chúng con cảm tạ Chúa khi chúng con tiếp nhận Chúa và được thân linh của ngài dẫn dắt cho chúng con, tâm linh của chúng con, Chúa ơi, tâm linh của chúng con đã được tươi mới, đã sống lại Chúa ạ, để chúng con nhận thức được rằng chúng con đi trong ánh sáng, không còn mù lòa nữa, và từng bước ngày cho chúng con được lớn lên và trưởng thành, để chúng con đi trong sự thông hiểu mà bao nhiêu năm nay chúng con đã bị những cái giáo lý lạ dối, cũng như là những cái linh phong giáo làm cho chúng con mù lòa, nhưng giờ đây chúng con đã được phóng thích bởi lẽ thật của ngài, bởi thánh linh của ngài dẫn dắt chúng con mọi lẽ thật. Ô Chúa, chúng con biết ơn ngài nhiều, chúng con biết chỗ đứng của chúng con thật là quan trọng, và chỗ đứng vị trí của chúng con thật là cao, bởi vì Chúa đã trả một cái giá rất đắt để ban thẩm quyền trên trời dưới đất cho chúng con rồi. Ô Chúa, chúng con biết ơn ngài thật nhiều, chúng con biết chúng con là dân Israel thiêng liêng của ngài, nơi Sion của ngài Chúa ạ, và Chúa lòng của chúng con thật là mừng rỡ, và chúng con là Sion, và nơi mà Chúa ngự trị với chúng con, ngài chính là vua ngự trị trong chúng con, lòng của chúng con nhảy múa ca ngợi ngài, chúng con biết ơn ngài thật nhiều, chúng con cảm tạ tình yêu của ngài, bởi vì ngài đã cho chúng con lời kêu gọi của ngài cho chúng con là trở nên thánh, Chúa ạ, những thánh đồ, và những thánh đồ lòng của chúng con đây được hạ mình khiêm tốn để mà học hỏi
những sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con và vị trí của chúng con khi chúng con biết được rằng con người cũ và con người mới để chúng con biết tách ra và nghệ thuật đồng đi với Chúa cũng như là công nghệ làm người thì mà Chúa ban cho chúng con biết được vị trí của chúng con biết được Babylon là cái nơi mà ma quỷ nó bám vào Babylon là cái nơi mà hang ổ của các giống chim rơi giấy để mà bám vào đó chúng con hủy diệt cái con người cũ cũng như là hủy diệt cái con người Babylon là nơi lộn xộn chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự dạy dỗ này lòng của chúng con nức lòng để mà thờ kính Ngài học hỏi ở nơi Ngài thì cũng như là sự rèn luyện của Ngài để cho chúng con chưa chúng con cảm tạ Chúa và khi chúng con biết được chỗ đứng của chúng con thì ngay những nằm trên giường thôi là chúng con đã có cái quyền năng của Ngài rồi cũng chỉ chúng con phải đến tận cái nơi mà Ngài sai chúng con đến nữa để chúng con thi hành án Chúa ạ. Ô Chúa ơi, lòng của chúng con ca ngợi Ngài và khi đi chúng con biết được vị trí chỗ đứng của chúng con như vậy thì Chúa đã đặt lời của Chúa trong miệng của chúng con như thanh gươm hai lưỡi ý trong tay của chúng con để chúng con báo thù các nước hình phạt các dân trừng phạt các dân để trói các vua của chúng bằng bình xích và đóng gông bằng sắt các dân quý tộc của chúng Chúa ạ. Giờ đây chúng con đã đến và cái nơi mà Chúa sai chúng con đến để mà chúng con công bố lẽ thật của Ngài, công bố sự sáng của Ngài, công bố tình yêu và sự thanh sạch của Ngài trên đất nước Hoa Kỳ mà chúng con đang sinh sống và cũng như là nơi Washington cũng như là New York mà chúng con đang đặt chân tới đây để hủy phá hết tất cả những cái sự gian ác Chúa ạ, nơi lập pháp Amen. hành pháp lập pháp chơi Tư để vấn. tư pháp chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con ban cái quyền hàng ngày cho chúng con để mà chúng con thực hiện và Chúa còn cho chúng con biết được rằng trong cuộc đời của chúng con thực hiện những cái lẽ thật của Ngài thì song song đó chúng con cũng phải học hỏi biết bao nhiêu những cái lẽ thật mà Ngài đã dạy dỗ cho chúng con nữa chúng con biết ơn Ngài thật nhiều và Hội Thánh là cơ quan quyền lực của Ngài mà Chúa đang mong mỏi con cái của Ngài phải bày tỏ ra Chúa ạ chúng con biết ơn Ngài thật nhiều nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên từng anh chị em của chúng con trên người cha thuộc linh của chúng con và cho chúng con ông đã dạy cho chúng con không có thần tượng ai khác không thần tượng con người chỉ thần tượng Chúa trên mọi các thần là vua muôn vua là Chúa muôn Chúa thôi Chúa ạ chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con ý thức được điều này để cho chúng con trong sự tôn kính nhau và chúng con thực hiện cái sứ mạng thiền định mà Chúa đã sắp đặt cho chúng con và yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết Amen. trí khôn của chúng con và chúng con biết được giá trị linh hồn của chúng con như thế nào, tuyệt vời ra sao để mà chúng con biết làm việc với linh hồn của chúng con và chúng con biết chỗ đứng của chúng con thật là cao cả. Chúa ạ, à, dưới Chúa thôi và qua cái giá trả của Chúa Giêsu qua 3 ngày mà Chúa đã đập phá đi Chúa đã nói con cái của Chúa đập phá đi cái đền thờ bằng gỗ đá để mà Chúa lập trong 46 năm mà Chúa đã lập lại trong 3 ngày và chúng Amen. con cũng được ở trong sự chết và sự sống lại của Ngài để Ngài dạy dỗ cho chúng con những lẽ thật tuyệt vời đầy năng lực của Ngài đầy quyền năng của Ngài đầy sự sáng của Ngài để chúng con thi hành án đó là điều mà Ngài mong mỏi nơi con cái trưởng thành Chúa ạ và chúng con cảm tạ Chúa và Chúa đã bao vây chúng con bằng thiên sứ thánh của Ngài thì cũng như lẽ thật của Ngài để cho chúng con thực hiện lẽ công bình của Ngài trong các nơi các dân các nước chúng con biết ơn Ngài chúng con cầu nguyện trong danh của thánh của Chúa Jesus Christ Amen. 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 Hallelujah. Chúng con cảm tạ cha, chúng con bảo trong tiếng đoạn mà còn đến với cha trong buổi sáng hôm nay để chúng con được ngài tập luyện chúng con để dạy cho chúng con đánh đập vào tay chúng con ngón tay chúng con được chặn và để những điều của để chúng con năng quyền của ngài tăng chúng con để chúng con có sức mạnh ở trong đấng Christ chúng con sức mạnh và thánh linh của ngài dẫn dắt soi sáng cho chúng con để chúng con đến nơi đây để đập phá hủy diệt tất cả
Babylon là nơi mà hang ổ của ma quỷ, hang nơi hố của tà thần, hang ổ của hang hố của chim dơ dáy, để mọi người đều gớm kiếp chui chúng con các ngài, để ngài ban cho chúng con quyền hành này, để chúng con đập phá hủy diệt tất cả những chim, những cái hang ổ đó. Ôi, những nơi là nơi mà con người đang thờ phượng con người thôi. Cảm ơn Chúa, bởi Chúa con người là gì mà Chúa lại nhớ đến con người là gì mà Chúa lại đến thăm nó. Ôi, thần Chúa đã ban, Chúa đã dựng nên con người kém như Chúa Trời một chút thôi, vậy mà con người cứ đem con người đây là thờ phượng Chúa, mà không biết cái vị trí của họ, ở vị trí cao của họ, họ hạ thấp cái con người của họ. Chúa ơi, mình cứ ban cho chúng con những điều này để lời của Ngài tỏ bày cho chúng con là đứng ở trên cao, và vị trí ở trên cao là con của Đức Chúa Trời. Chúa có thẩm quyền đập phá hủy diệt cả những nhân linh con người không thuộc về Ngài, Chúa ạ. Bởi vì Ngài đã yêu thương chúng con, lời của Ngài đã ban phát cho chúng con để chúng con thực hành những luật pháp của Ngài, Chúa ạ. Chúng con vừa hát vui vẻ trên tại giường mình mà ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng chúng con, mà Chúa ban cho chúng con thanh gươm hai lưỡi bén ở trong chúng con. Chúa đảm bảo các nước của tất cả các dân, đặng cho các vua các chúng nó bằng xiềng vừa đóng chăng các tước vị chúng nó, Chúa ơi, để thi hành án để chúng nó sự án đàn anh đã phạt, Chúa ạ. Ôi, chúng con thi hành án tất cả những con người không chịu thi hành án, không không chịu đi theo luật pháp của Ngài. Ôi, lập pháp, hành pháp, tư pháp, ôi, chúng con phải điều chỉnh đốn lại, chúng con đập phá tất cả những cái mà hành vi gian ác của nó, chúng con chịu đi theo lời của Ngài, Chúa ơi, chúng con chỉnh đốn lại, chúng con mang lấy sự công bình của Ngài trên lập pháp, tư pháp, hành pháp, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa để năng quyền này thứ ban cho chúng con, để chúng con chỉnh đốn lại ở cái nơi nơi này là nơi hang ổ, nơi mà các tà thần đang điều chỉnh con người, họ không biết, họ đi theo cái tà giáo lý giáo điều của con người, không tin vào Đức Chúa Trời. Chúng con phải kéo họ về, chúng con đập tất cả những con người đó để cứu lấy linh hồn của họ, cứu linh hồn ba linh hồn của phó tổng thống, những cái con người mà đang điều khiển nước Mỹ này, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài, Ngài yêu chúng con, Ngài ban thẩm quyền này cho chúng con để chúng con ra đi thi hành án của Ngài, Chúa ơi. Chúng con tin rằng hang ổ của nó, một giờ thôi nó sẽ sụp đổ, một giờ sụp đổ tất cả Babylon đều sụp đổ, Chúa ạ. Tất cả những hang ổ đó không còn buôn bán gì ở cái nơi ở của nó nữa, trên con đại dâm phụ Babylon đó, Chúa ạ. Ôi, nổ một giờ chúng phải phá hủy tất cả những thứ đó để dựng lại vương quốc của Ngài ở trên lập pháp, hành pháp, tư pháp này, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dựng lại vương quốc của Ngài ở nơi đây, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu anh chị em chúng con, Ngài ban thẩm quyền này cho chúng con, để chúng con tất cả những điều đó để chúng con thi hành án của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu Ngài, yêu Ngài, yêu anh chị em chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus. Amen. Amen. Lạy Thầy yêu yêu, chúng con cảm tạ để thiên cha Ngài ấy Chúa Trời chúng con ngày dù là những con thế giới rồi cảm ơn Chúa để chúng con đi hành án những kẻ là công gian ác chưa, những kẻ chịu cách điều giả chưa, những chính chúng con là những kẻ cách điều thật là kẻ dạy thánh linh của Đức Chúa Trời mặc hồ việc này chưa ạ. Mà quay về trong những phước không không cần để lòng tin cậy và xác thịt bao giờ chưa ạ. Cảm ơn Chúa Ngài yêu anh chị em chúng con, dùng lời của Ngài là lời có quyền năng để tiêu hủy dẹp sạch tất cả những kẻ làm công gian ác đó chưa ạ. Cảm ơn Chúa Ngài yêu yêu những người là làm theo mạng lệnh của Ngài, thì Ngài yêu, Ngài yêu, Ngài cho tất cả những gì quyền năng của Ngài cho chúng con, để chúng con đem tất cả những sự vinh hiển về cho mình. Chúng tôi trong ngày đây chúng con đã đi tới mà của những kẻ là ăn quyền của Ngài, để chúng con đập phá hủy diệt tất cả nhân nhân con người Babylon, để chúng quay về với Chúa và thờ phượng Ngài trong thời kỳ cuối cùng này. Xin Chúa ban thêm sức
Cha cũng như trẻ đã gọi con đi nơi đâu, bảo chân con đi nơi đâu, thì quyền năng của Chúa và thực hiện lời chúng con. Vẫn tạm xin cha xin con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa. Amen. Amen. Nam ơi,